Kính thưa quý vị, Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Hội nghị Thanh niên Á Châu, tính từ Hà Nội. Hội nghị Thanh niên Á Châu năm 2016 với chủ đề Hành động mạnh mẽ để giải quyết nạn đói" được tổ chức tại vùng núi Hoành Bồ ở phía bắc tỉnh Quảng Ninh vừa bế mạc vào ngày hôm qua. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức tuần lễ Thanh niên Á Châu cùng với tổ chức diễn đàn hợp tác Á-Âu viết tắt là ASEM có sự tham dự của hơn 100 thanh niên và sinh viên của gần 30 quốc gia thành viên. Tuần lễ thanh niên được tổ chức lần này xuất phát từ sáng kiến của Việt Nam, Brunei, Lào và Ái Dĩ Lan, được hội nghị ASEM lần thứ 10 ở Milan, Ý, hồi năm 2014 chấp thuận. Theo thông tấn xã Bernama của Malaysia, các sự kiện trên được tổ chức nhằm nâng cao sự hiểu biết của giới trẻ về tầm quan trọng của sự hợp tác để chống đối nghèo và tạo nên nền tảng để họ có thể phối hợp hành động nhằm đạt cho mục tiêu kể trên. Các đại diện tham dự hội nghị đã được mời tham dự buổi tặng quà học sinh dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng núi thuộc quận Hoành Bồ và đến thăm ngôi làng Ye E ở địa phương.